Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nếu đắc cử, ông sẽ đưa Iran vào Hiệp định Abraham cùng với ít nhất 10 quốc gia khác. Việc mở rộng hiệp định này sẽ kéo theo một sự thay đổi rất lớn. Trong đó Iran, đối thủ lớn nhất của Israel và Mỹ trong khu vực, sẽ trở thành đồng minh. Nhiều người Iran theo dõi cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Mỹ trong bối cảnh xung đột gia tăng giữa Iran và Israel. Với họ, ông Donald Trump và bà Kamala Harris đại diện cho hai viễn cảnh hoàn toàn khác biệt đối với Trung Đông. Trong bối cảnh xung đột giữa Iran và Israel, người Iran đang theo dõi và chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Nhiều người nói rằng họ muốn ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Donald Trump, trở lại Nhà Trắng. Những người được hỏi cho biết họ coi ông Trump là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có thể giải quyết các vấn đề. Mặt khác, một chiến thắng cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris có nghĩa là quan điểm chính trị của Mỹ sẽ vẫn như hiện nay, không có sự thay đổi. Dưới áp lực của cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng tồi tệ, nhiều người Iran muốn có sự thay đổi cơ bản, nhà báo chính trị Iran nói với DW. Gần một tháng sau khi Iran phóng loạt tên lửa tấn công Israel, Israel đã đáp trả vào ngày 26 tháng 10, nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Iran, đặc biệt là các cơ sở sản xuất tên lửa. Các cuộc tấn công này nhằm mục đích phá hủy hệ thống phòng không và làm suy yếu quá trình phát triển tên lửa đạn đạo của Iran về lâu dài. Không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, Alex Vatanka, giám đốc chương trình Iran tại Viện Trung Đông ở Washington DC, nói với DW. Mỹ tuyên bố không ủng hộ bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạt nhân của Iran ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, cuộc trả đũa của Israel cũng không phải là hành động mang tính biểu tượng. 20 địa điểm quân sự ở Iran đã bị tấn công. Israel đã chứng tỏ năng lực quân sự của họ với Iran. Đó chính xác là điều mà Mỹ muốn thấy. Israel đã truyền đạt rõ ràng thông điệp và năng lực của mình, đồng thời hy vọng Tehran đã nhận được thông điệp để tránh leo thang thêm nữa. Ông Vatanka bình luận. Iran mô tả cuộc tấn công của Israel có quy mô nhỏ và chỉ gây thiệt hại hạn chế. Theo ông Vatanka, điều này có thể cho thấy Tehran coi vòng leo thang này đã kết thúc. Năm 2018, trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa nhóm P5+1 với Iran ký năm 2015. Khi đó, ông nói rằng ông có thể đàm phán một thỏa thuận tốt hơn so với người tiền nhiệm Barack Obama. Dù vậy, chính sách gây sức ép tối đa của ông đối với Iran cuối cùng cũng không thành công. Một năm sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Iran dần dần bắt đầu đình chỉ các nghĩa vụ của nước này theo thỏa thuận này. Hiện tại, Iran được cho là đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc chế tạo bom hạt nhân. Hồi tháng 9, ông Trump nói với các phóng viên rằng Mỹ phải đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, trong cuộc xung đột leo thang giữa Iran và Israel, ông Trump lại lên tiếng ủng hộ một cuộc tấn công của Israel và các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử vào đầu tháng 10. Israel coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa hiện hữu. Iran đã cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Israel và các cơ sở hạt nhân của nước này sẽ dẫn đến phản ứng nghiêm trọng. Để tấn công thành công vào tất cả các cơ sở hạt nhân của Iran, Israel sẽ cần sự hỗ trợ của Mỹ. Sina Azoudi, giảng viên tại trường quan hệ quốc tế Elliott thuộc Đại học George Washington ở Washington, nói với DW. Ông Azoudi cho biết, các cơ sở hạt nhân của Iran nằm rải rác trên nhiều địa điểm. Một số có hầm ngầm được xây dựng sẵn và sẽ rất khó để phá hủy chúng hoàn toàn. Tuy nhiên, ngay trước thềm cuộc bầu cử, chính phủ Mỹ không muốn bị kéo vào một cuộc chiến tranh, ông Azoudi nói. Trong một chương trình podcast hôm 17 tháng 10, khi ông Trump được hỏi có ủng hộ việc thay đổi chế độ ở Iran hay không, ông đã nói với người dẫn chương trình người Mỹ gốc Iran Patrick Pet David rằng chúng ta không thể can thiệp hoàn toàn. Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Chúng ta thậm chí không thể tự quản lý mình. Tôi vẫn muốn thấy Iran thành công rực rỡ. Vấn đề duy nhất là họ không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Hiện tại vẫn chưa thể biết điều gì sẽ xảy ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nếu bà Kamala Harris thắng cử, chính phủ của bà có thể sẽ cố gắng đạt được các thỏa thuận tạm thời với Iran, ông Azoudi nói. Trước đây, bà Harris ủng hộ thỏa thuận hạt nhân với Iran và coi đó là thành tựu đáng kể trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Với vai trò phó tổng thống, trong 4 năm qua, bà luôn ủng hộ các nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tuy nhiên, những nỗ lực này đều không thành công. Nếu ông Donald Trump thắng cử, ông ấy có thể thực hiện được những thay đổi cơ bản trong quan hệ Mỹ-Iran.
Ông ấy có khả năng thuyết phục tất cả những người chỉ trích Iran trong Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông để mang lại một thỏa thuận khác với Iran, ông Azzouni nhận định. Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước với đài truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia, ông Trump cho biết nếu tái đắc cử, ông sẽ đưa Iran vào Hiệp định Abraham cùng với ít nhất 10 quốc gia khác. Hiệp định Abraham đã được ký kết trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi. Không ai nghĩ rằng điều đó là có thể, ông Trump nói. Các thỏa thuận được ký kết tại Nhà Trắng vào tháng 9 năm 2020 đã bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain và tiếp sau đó là Morocco. Ông Trump nói với Al Arabiya rằng hòa bình ở Trung Đông sẽ có thể đạt được nếu ông trở lại Nhà Trắng. Việc mở rộng Hiệp định Abraham sẽ kéo theo một sự thay đổi rất lớn, trong đó Iran, đối thủ lớn nhất của Israel và Mỹ trong khu vực, sẽ trở thành đồng minh. Cựu Tổng thống Mỹ không đưa ra chi tiết nào về cách ông dự định thực hiện để đưa Iran vào Hiệp định Abraham. Chính quyền Iran dù đang phải đối mặt với làn sóng phản đối trong nước và khả năng leo thang xung đột với Israel, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận như vậy. Các kết quả thăm dò toàn quốc gần đây đều cho thấy sự cân bằng giữa hai ứng viên. Thậm chí ông Trump còn dẫn trước một chút ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris trong một số khảo sát. Đây là minh chứng cho sức mạnh của truyền thông cánh hữu khi họ có thể thuyết phục cử tri tin vào phong trào làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, cũng như cho thấy ông Trump là một tổng thống phù hợp hơn so với bà Harris. Trên thực tế, không phải tất cả cử tri Cộng Hòa đều đồng tình với các chính sách của ông Trump. Tuy vậy, truyền thông cánh hữu đã tập trung xoáy vào chính sách thuế và chương trình chi tiêu của chính quyền đương nhiệm, vấn đề gây tranh cãi lớn với người dân Mỹ. Việc liên tục đưa tin vào vấn đề này đã giúp ông Trump thu hút thêm một lượng lớn cử tri, những người không đồng tình với nhiều chính sách của Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ. Năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bằng cách chiếm lĩnh hệ sinh thái truyền thông ở Mỹ. Tại thời điểm đó, những tuyên bố điên rồ của ông Trump được coi là sự thẳng thắn, khác biệt hoàn toàn so với các chính trị gia truyền thống. Tuy vậy, phong cách bình luận của ông Trump đã không còn tạo ra hiệu ứng lớn ở thời điểm hiện tại và truyền thông cánh hữu không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho cựu tổng thống luôn nhận được sự chú ý. Trên thực tế, các cơ quan truyền thông cánh tả và Đảng Dân Chủ đã không thể tạo ra những cú hích lớn như đối thủ. Các kế hoạch của họ vẫn tỏ ra cứng ngắc và không muốn sử dụng các phương thức mới để thúc đẩy chương trình nghị sự. Có thể thấy rõ truyền thông cánh hữu là một vũ khí không mấy bí mật của ông Trump, nhưng nó đã đem lại hiệu quả tính tới thời điểm này. Trong khoảng một tuần tới, chúng ta sẽ biết được liệu vũ khí này có thể giúp ông Trump trở lại Nhà Trắng lần thứ hai hay không.